Thanh Hùng For Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Manchester United mùa giải vừa qua trình diễn một bộ mặt hết sức thất vọng với không một danh hiệu bỏ túi, dù được đầu tư khá nhiều. Điều nghịch lý là dù có trong đội hình những cái tên không hề soàng, những lối chơi và phong độ của toàn đội cứ phập phù trong mỗi giai đoạn. Phải chăng các cầu thủ trong tập thể Man United đã không còn ở thời điểm mà những phẩm chất tốt nhất của mình có thể phát huy? Có lẽ nhiều Man United rất muốn những cầu thủ của họ có thể đạt được phiên bản tốt nhất của mình trong quá khứ. Sau đây, hãy cùng cảm sâu để về Man United phiên bản mạnh nhất của từng cầu thủ. David De Gea mùa 27-28. Trong mùa này, cầu thủ người Tây Ban Nha đạt phong độ cực cao, có thể xem là cao nhất trong sự nghiệp. Anh như một đấng cứu thế của Man United trong những thời khắc câu lạc bộ gặp khó khăn, với hàng loạt những pha cứu thua tưởng chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng. Trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal vào ngày 2 tháng 12 năm 2017, David De Gea sẽ mang được thành tích của Tim Krul, Victor Manone qua việc thiết lập kỷ lục thực hiện nhiều pha cản phá nhất trong một trận đấu với 14 lần cứu thua. Cuối mùa giải đó, màn trình diễn xuất sắc của David De Gea giúp anh có lần thứ 5 được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của PFA. Đồng thời, với 18 trận ghi sập lưới xuyên suốt mùa giải, David De Gea có lần đầu tiên giành giải thưởng găng tay vàng Premier League kể từ khi đến Man United vào năm 2011. Wan-Bissaka, phiên bản đối đầu với Sterling. Wan-Bissaka được xem là một trong những cái tên chơi thất vọng nhất ở mùa giải bỏ đi của Man United. Dù có kỹ năng xoạc bóng khá tốt, nhưng ở khâu hỗ trợ tấn công, Wan-Bissaka thường xuyên thực hiện các pha tạt bóng vào biển quảng cáo mang tính giải trí hơn là sự hiệu quả. Muốn Wan-Bissaka chơi hay, có lẽ nên cho anh ta quyền được chọn đối thủ, và rất có thể anh ta sẽ chọn Sterling. Lý do là bởi trong những màn đối đầu với Man City, Wan-Bissaka chơi hay một cách kỳ lạ, đặc biệt có sự góp mặt của Sterling. Điển hình là trận derby lượt về mùa giải 2020-2021, Wan-Bissaka bỏ túi hoàn toàn Sterling và góp công không nhỏ vào chiến thắng 2-0. Do đó, nếu có một ước muốn về trường hợp vị trí chạy cánh phải, thì các Man United có lẽ sẽ muốn gặp phiên bản Wan-Bissaka mỗi khi đối đầu với Sterling. Rafael Varane, phiên bản Champions League. 4 chiếc vô địch Champions League là hành trang mà Varane mang đến Old Trafford vào mùa hè 2021. Và thực sự, trụ vệ người Pháp đúng là sinh ra là dành cho đấu trường châu Âu. Những năm tháng đỉnh cao ở Real Madrid, Varane luôn là sự lựa chọn số 1 trong bộ tứ vệ của Los Blancos với một phong độ vô cùng ổn định. Trong màu áo Man United, mặc dù Varane có nhiều trận đấu chệch choạc tại ngoại hạng Anh, nhưng khi bước chân ra Champions League, Varane vẫn duy trì được phong độ ổn định. Do vậy, Varane, phiên bản Champions League, là niềm khao khát của các cổ động viên Quỷ Đỏ vào lúc này. Harry Maguire, phiên bản đội tuyển Anh. Cựu thủ quân của Man United được xem là nhân vật gây thất vọng nhất tại Old Trafford mùa giải vừa qua. Những pha bóng bị xem là tấu hài diễn ra với tần suất dày đặc, tỷ lệ thuận với thành tích tệ hại của Quỷ Đỏ. Mặc dù vậy, khi chơi trong màu áo tuyển Anh, Maguire dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh chiếm trọn lòng tin của Southgate với sự vững chắc tuyệt vời trước khung thành của Pickford. Tuy đôi lúc trung vệ đắt giá nhất thế giới vẫn có một vài pha xử lý lỗi, nhưng nó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội nhà. Thế nhưng cho đến cuối cùng, các cổ động viên Man United vẫn phải đau đớn nhìn chàng đội trưởng của họ cứ tự bắn vào huy hiệu Man United hết lần này đến lần khác. Và không biết khi nào Maguire tại câu lạc bộ mới là phiên bản của anh tại đội tuyển quốc gia. Luke Shaw, phiên bản Euro 2020. Cá nhân hậu vệ trái Man United đã có một mùa hè 2021 đáng nhớ trong mùa đội tuyển Anh. Shaw chơi tuyệt hay, lên công về thủ không biết mệt mỏi và là chủ nhân của bàn mở tỷ số trong trận chung kết. Mặc dù anh không thể đăng quang giải đấu ngay trên sân nhà, nhưng Luke Shaw vẫn được xem là một trong những cái tên chơi xuất sắc nhất. Tiếc rằng chân chạy cánh người Anh đã không thể mang phong độ đó đến mùa giải mới. Anh chơi nhạt nhòa và thường bị Alex Telles thế chỗ. Fred, phiên bản gặp Man City. Tương tự trường hợp của Wan-Bissaka, Fred chơi như lên đồng mỗi khi đối đầu với Man City. Mặc dù tiền vệ người Brazil từng bị chỉ trích khá nhiều bởi phong độ kém cỏi, nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi khi bước vào trận derby thành phố, Fred bỗng như trở thành một con người khác. Từng có trận cả tập thể Man United bị đội bóng của Pep Guardiola đánh bại tan tác, thế nhưng Fred vẫn chơi hay nhất trong một tập thể đầy rêu rã. Đây có lẽ là cái duyên của Fred mỗi khi đối đầu với đội chủ sân Etihad. Trong quá khứ, Pep Guardiola từng định chiêu mộ Fred như một sự bổ sung cho tuyến giữa bị thiếu hụt của Man City. Scott McTominay, phiên bản đối đầu với Leeds. Giống như Fred và Wan-Bissaka, McTominay cũng có chứng minh đối thủ ưa thích, đó là Leeds United. Kể từ thời điểm đội bóng miền Yorkshire
thăng hạng cho đến nay. Mỗi khi Man yêu thích của Mark Tominay tham gia trận derby hoa hồng, tỷ lệ người Scotland lại chơi cực hay và góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Tuy vậy, sự ổn định và là dấu hỏi lớn của Mark Tominay. Có trận người ta ví anh là một chiếc máy quét tuyệt vời nơi trung tuyến, nhưng rồi có những trận anh chơi vật vờ như một bóng ma. Bruno Fernandes, phiên bản bán kết Europa League. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự thật là Bruno vẫn chơi bùng nổ trong những lần Man United lọt vào bán kết Europa League. Điển hình là mùa 2019-2020, mặc dù thất thủ trước Sevilla, nhưng Bruno vẫn là ngôi sao sáng nhất với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Đến bán kết mùa 2020-2021, Bruno thậm chí còn lập một cú đúp trong chiến thắng 6-2 trước Roma. Anh sẽ trở thành một nhạc trưởng lý tưởng biết bao nếu như lúc nào cũng chơi trong tâm thế có một cầu thủ tham dự Europa League. Jadon Sancho, phiên bản Dortmund. Tôi đã phần nào lấy lại phong độ sau khoảng thời gian đầu chệch choạc, nhưng thành thật mà nói, Sancho vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng với số tiền mà câu lạc bộ bỏ ra. Trong màu áo của Dortmund, Sancho chơi thứ bóng đá siêu hạng, kết hợp tốc độ, kỹ thuật điêu luyện cùng kỹ năng dứt điểm đầy sắc bén. Màn trình diễn đó là cơ sở để Man United phá két đưa anh về. Tuy nhiên dường như Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm lại phiên bản đỉnh cao của mình như tại Signal Iduna Park. Marcus Rashford, phiên bản trước chấn thương. Rashi từng được kỳ vọng sẽ trở thành một huyền thoại của Man United trong tương lai bởi những màn trình diễn ấn tượng của anh khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Thế nhưng, đến cuối mùa 2020-2021, Rashford bị chẩn đoán mắc đa chấn thương và thậm chí nó còn có nguồn cơn từ tận 2 năm trước. Điều này khiến anh phải ngồi ngoài trong phần lớn chiến dịch Euro 2020. Để rồi khi vào sân đá luân lưu ở trận chung kết, anh lại xuất bóng đập cột tại điều kiện để ý để về chiến thắng. Cũng kể từ đó, Rashford gặp một cú sốc về mặt tâm lý. Anh trở lại luyện tập vào tháng 11 năm 2022, thế nhưng đã đánh mất chính mình với liên tiếp những màn trình diễn tệ hại. Từ một ngôi sao được kỳ vọng lớn, Rashford bỗng chốc trở thành tâm điểm chỉ trích tại nhà hát của những giấc mơ. Cristiano Ronaldo, phiên bản tóc xoăn. Ronaldo đã có một mùa giải chấp nhận được về phương diện cá nhân trong mùa giải trở lại Man United. Thế nhưng, các Manusen vẫn muốn nhiều hơn nữa từ huyền thoại người Bồ Đào Nha. Cụ thể, sẽ tốt hơn biết bao nếu như phong độ đỉnh cao của Ronaldo thời điểm này đây là phong độ khi anh để kiểu tóc mì tôm tại Real Madrid. Đó là hai chiếc vô địch Champions League 27 và 28, nên mà CR7 trở thành đầu tàu của Real Madrid. Đó là cú đúp siêu hạng vào lưới Juventus ở trận chung kết tại sân Thiên Niên Kỷ. Và cũng chính Juventus phải làm nền trước siêu phẩm ngã bàn đèn kinh điển một năm sau đó. Ước mơ chỉ là mơ ước. Có lẽ giấc mộng của các Manusen về một Ronaldo tóc mì tôm hủy diệt trở thành hiện thực đã không có chuyện Man United trắng tay trong mùa giải vừa qua. Trên đây là 11 cầu thủ đá chính của Man United hiện tại ở phiên bản tốt nhất của họ. Thành thật mà nói, nếu chuyện giả thuyết khá mơ mộng kia có thể xảy ra thì giờ đây Man United đã được nghe tiếng nhạc Champions League thay vì mùa sau họ phải là tâm thế một đội bóng lớn tham dự Europa League. Man United đã phải một lần nữa để về một mùa giải tái thiết mới với những kế hoạch của Erik ten Hag và không biết được điều gì sẽ chờ đợi Old Trafford trong mùa giải tới đây. Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá, ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng.